kính bạch sư, gia đình của con theo ngoại đạo từ xưa, với tư tưởng thấm nhiều từ tà kiến ngoại đạo. Vị giáo chủ ấy được gia đình con và tín đồ phong danh là Phật được trên phái xuống. DHCC đó. Con nói với gia đình ra bằng những lời dạy trong Tam Tạng Pali, nhưng gia đình con không tin và từ chối vì nhiều lý do như thời Phật không ghi chép lại kinh, căn cơ thay đổi nên không còn đúng nữa. Nhưng vì giáo chủ đó chỉ dạy lại đúng đường cho chúng sanh nên gia đình con tin mỗi vị này. Mẹ con theo ngoại đạo khác và tin mù quáng về những câu chuyện kỳ diệu huyền bí. Sư cho con hỏi, nếu sau này con xuất gia theo Phật giáo Theravada thì làm sao để giúp cha mẹ người thân con chịu lắng nghe? Và có một sở dĩ sư giữ lại là tại vì có một câu nó cũng có cái ý tương tự. Cũng có một câu, câu số 5. Bạch sư, con có một vấn đề thắc mắc mong sư giải đáp. Cho con hỏi là con đường cầu đạo của bản thân sau này nếu có thành tựu thì có độ được cha mẹ hay người thân ra khỏi cõi ác hay không? Hiện giờ cha con thì chưa quy y hay uống rượu và dễ nổi sân. Mẹ con cũng thì đã quy y và tu theo pháp môn tịnh độ, nhưng con cũng không thấy có chuyển vọng lắm. Con khuyên hai ông bà rồi nhưng không chịu nghe. Con 23 tuổi cũng mới tu tập được nửa năm và đang có ý định xuất gia. Do hai câu này đó có cái nội dung câu hỏi nó tương tự nhau cho nên sẽ gom lại và sẽ trả lời. Thứ nhất là mình lo bản thân mình trước. Tại vì nó có một cái câu là thân ốc còn không mang nổi mình ốc thì mình lo được cho ai. Ngay cả bản thân của mình giới hạnh cũng chưa có ổn nè. Rồi cái pháp học, pháp hành cũng chưa có ổn. Đặc biệt là nếu như mình còn trẻ quá thì mình còn phải nương tựa vào sự giúp đỡ của cha mẹ. Thì mình lấy cái gì để mình độ cha mẹ mình đây? Nếu như mà mình đi xuất gia đó, thì thứ nhất đó là cái phẩm vị của mình đó, cái phẩm vị giới hạnh nó sẽ cao hơn người đời. Thì đó là một điều tốt. Tuy nhiên mình cũng còn phải tu rất là nhiều nha. Để làm sao đó mà thay đổi được cha mẹ thì rất là khó. Bởi vì bục nhà không có thiên. Có đôi khi người khác nói thì cha mẹ mình nghe, chứ còn mình nói thì cũng khó nghe lắm. Trừ khi mình sau này mình thành một cái nhân vật nào đó. Xin lấy ví dụ như người ta vẫn thường kể là như Hòa Thượng Thanh Từ á. Sau khi mà xuất gia thì sau này được nhiều cái sự thành tựu ở đời, ví dụ như là làm viện chủ rồi xây lên cái thiền phái Trúc Lâm, rồi bản thân hòa thượng cũng là một vị pháp sư có tiếng, có danh tiếng, thì dần dần có thể thuyết phục được rất là nhiều người thân ở trong gia đình. Và sư cũng biết là nhiều vị sư sau khi mà tu tập có được một số những cái sự lợi lạc nhất định ở trong giáo pháp, được một số thành tựu nhất định thì cũng có thể độ gia đình của mình. Nhưng mà bây giờ mình chưa tới đó thì mình hãy khoan bộ đó. Trước mắt mình lo cho chính mình đi. Bởi vì không chỉ đơn giản là cha mẹ đời này mà còn là cha mẹ của nhiều đời nhiều kiếp nữa. Mà trong cái kinh ước nguyện trung bộ sắp tới sư chuẩn bị dạy thì nó có một cái ý như thế này nè, là nếu như mà mình là người xuất gia có đầy đủ giới hạnh, rồi mình có tu tập chỉ và quán, mình có sự nỗ lực, thì sau này khi mà người thân của mình mà nghĩ về mình, đặc biệt là vào cái lúc mà vị đó cận tử, thì vị đó được vô số lợi lạc, rất nhiều lợi lạc. Cho nên là cái mấu chốt vẫn là mình phải lo mình tu đi. Không biết về vấn đề này thì Đại Đức Tuệ Tư có góp ý nào không? Quý vị chờ tí xíu để sư chuyển kinh.
Kính thưa đại đức, kính thưa quý vị, như đại đức Hạnh Tuệ cũng đã phân tích cho quý vị rõ, nghĩa là theo đúng tinh thần mà là Phật dạy đó, nên sư cũng hoàn toàn đồng ý cái quan điểm của đức Hạnh Tuệ. Phải nói rõ như vậy, có nghĩa là quý vị có cái tâm mà mình biết đến chánh pháp, mình biết đến đâu là Phật dạy. Và mình có cái lòng thương tưởng đến quyến thuộc mình, tiếp độ quyến thuộc mình, thì đó là một cái điều tốt rất là đáng quý. Ở đây á, khi mà quý vị nói là mình muốn tiếp độ quyến thuộc, mình phải hiểu cái từ quyến thuộc là cái gì thưa quý vị. Quyến thuộc là cái gì đó, xin thưa quý vị, nếu mà trong tinh thần mà Tam Tạng Pali đó, cái chữ quyến thuộc đó, có hai ý nghĩa. Một đó là quyến thuộc thế gian, có nghĩa là quyến thuộc đây thế gian định đặt đó, là cha mình, mẹ mình, anh mình, em mình, cô mình, chú mình, bác mình, đó những quyến thuộc mình ngay trong kiếp này nè, đó là quyến thuộc thế gian. Cái quyến thuộc thứ hai á, gọi là cái quyến thuộc luân hồi. Tại sao mà sư gọi là quyến thuộc luân hồi? Xin thưa quý vị, trong kinh Tiểu nghiệp phân biệt đó, bài kinh Trung Bộ số 135 á, thì có đoạn Pali như vậy: Kamasaka mana quá sát ta cam má đà già đà cam má dô ni cam má bành thu cam má bát tích sarana. Tức là Đức Phật nói là này thanh niên xuất phát tu đại giá đó, các hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Tại sao mà sư lại trích dẫn cái đoạn chánh kinh ở trong kinh Trung Bộ, bài kinh Trung Bộ số 135 này? Thưa quý vị, nó liên quan đến cái câu trả lời của Đức Thanh Tuệ. Đức Thanh Tuệ có khuyên quý vị là khi mình muốn tiếp độ quyến thuộc thì mình phải tiếp độ trước đi, tiếp độ cái quyến thuộc luân hồi của mình trước đi. Tại vì ở đây trong cái đoạn chánh kinh vừa rồi nói rất là rõ đó, nghiệp nghiệp bản thân mình nó chính là quyến thuộc mình đó, nó chính là cái quyến thuộc mình đó, nó đi trôi lăn mình trong sinh tử luân hồi đó, đúng không? Nếu bản thân mình không ý thức được cái vấn đề quyến thuộc luân hồi này nè, không mà mình cứ đi lan man, mình cứ đi lo giúp người này, giúp người kia, có nghĩa mình cho mình là mang một cái sứ gì, mang cái một cái sứ mệnh à, phải giúp người này kia, mà trong khi cái quyến thuộc của mình nè, quyến thuộc luân hồi mình chưa giải quyết được, thì làm sao mình có thể tiếp độ được cái quyến thuộc mà thế gian mà sư nãy sư nói chứ vậy. Nên cái điều rất là quan trọng. Điều đầu tiên á, quý vị phải giải quyết cái quyến thuộc của luân hồi của quý vị cái đã. Mà giải quyết cái này là như thế nào? Là bản thân quý vị phải vun bồi các thiện nghiệp như là bố thí, trì giới, thăm thiền, vun bồi gì mà ba cái loại phước sư nói đó, phước vật, phước đức, phước chí, à vun bồi các ba la mật, đúng không? Rồi tu tập bát chánh đạo, đúng không? Là đại diện cho giới định tuệ. Cái điều đó rất quan trọng. Đó. Là quý vị phải hướng đến cái đó đã. Quý vị phải giải quyết cái quyến thuộc nè, quyến thuộc của luân hồi nè, chính là nghiệp cho quý vị nè. À, sư nói cái này có dẫn chứng thưa quý vị. Giống như đệ đức Hạnh Tuệ có nói là bục cùng nhà ông thiên đó, thì xin thưa là có lý do, có thưa quý vị chứ phải không có. Như quý vị biết đó, là ngài Sariputta là ngài tướng quân chánh pháp đã bậc đại trí tuệ, đúng không? Và cái quyến thuộc của ngài á là bao gồm ai, là có ba anh em trai, tức là ngài Chun Đá, ngài Upa Si Ná, ngài Rê Quá Tá, và ba chị em gái, đó là Cha La, Upa Cha La, Si Su Upa Cha La, có nghĩa là tính ngài luôn là bảy người. Có nghĩa là mẹ của ngài Sariputta có bảy người con đều là A La Hán thưa quý vị. Vậy mà khi mà cuối đời mà ngài Sa Di Bồ Tát mới tiếp độ được bà. Còn cái thời gian trước á, cũng có về, cũng có ghé qua, nhưng mà bà chỉ trích các vị sa môn rất là nặng. Nhưng mà quý vị biết á, là tiếp độ đâu phải dễ đâu, đúng không? Là lúc ngài về là ngài lúc đó là ngài hơi tàn sức kiệt rồi, đúng không?
mà cái hoàn cảnh đó, tiếp độ nó đặc biệt như vậy. Vậy thưa quý vị biết đó, là đâu, tại vì trong cái trường hợp mà câu hỏi đầu đó, có nói là cái quyến thuộc của cái vị đó là nói là tin gì một vị thầy nào đó là trên trời giáng xuống vậy đó. Thực sự thấy rất là trùng hợp nha, rất là trùng hợp với cái trường hợp ngài Phát Sa Lợi Phất. Bởi vì sao? Bởi vì mẹ của ngài Sa Lợi Phất, tức là ngài Sa Lợi Bồ Tát đó, bà đó bà cũng tin duy nhất là Phạm Thiên, Đấng Phạm Thiên là giáo chủ bà, còn không ai hơn nữa. Thì cái bối cảnh đó, mà ngài Sa Lợi Bồ Tát ngài tiếp độ như vậy nè, là khi mà cái đêm đó, tức nghĩa là ngài khi mà ngài về đến mà cổng làng đó, là chập choạng tối rồi, ngài đến ngài về cùng tăng đoàn tỳ kheo đó, thì ngài vô ngài nghỉ ngơi, là tối đó ngài các bệnh kiết lỵ á, hành hạ ngài rất là nhiều đó. Rồi khi mà ngài ổn rồi đó đó, thì tới thời điểm đó, đó là ngài biết đó, là thời điểm này là sắp ngài sắp nhập niết bàn. Thì cái như là Vua Trời Sắt Cá nè, Tứ Đại Thiên Vương nè, Phạm Thiên nè đó, là mới xuống đảnh lễ ngày lần cuối. Thì khi mà bà thì bà vẫn chưa bà thì bà thấy mà tại sao trong phòng ngài có ánh sáng như vậy đó quý vị, có nghĩa là ánh sáng như vậy, rồi ngài mới rồi bà mới xin được phép là vô hỏi ngài là tại sao mà có những hiện tượng nó lạ như vậy, hiện tượng kỳ diệu như vậy. Thì ngài mới nói tuần tự như vậy, nói Tứ Đại Thiên Vương xuống, rồi Vua Trời Sắt Cá, rồi thậm chí là Đại Phạm Thiên xuống. Thì nghe ổng nghe thì khi mà bà nghe tới Đại Phạm Thiên, bà giật mình, kêu trời ơi, con mà quay lực ghê vậy hả, bản thân con quay lực Phạm Thiên mà còn xuống phải đánh lễ con như vậy, vì bậc đạo sư có nghĩa là thầy của con còn quay lực như thế nào đó, có nghĩa là bà nói là chính là nói Đức Phật quý vị. Thì ngay thời điểm đó, thời điểm đó là bà bắt đầu tâm bà nhu 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 nhiến rồi, bà dịu xuống rồi, bà có niềm tin chút chút rồi. Thì ngay thời điểm đó ngài Sariputta ngài mới khéo léo ngài thuyết về, ngài nói về chính cái ơn Đức Phật đó, tuần tự cho bà một cách chậm rãi. Thì bà nghe bà ăn chú vô, bà đắc quả dữ luôn đó. Đâu phải, quý vị đâu phải dễ đâu. Rồi cái trường hợp thứ hai nè, để sư dẫn chứng cho vị để biết là cái việc tín độ như Đức Hạnh Tuệ nói là có căn cứ, phải có căn cứ, rất là khó như vậy đó. Đúng không? Hợp thứ hai là ngài Ratthabala. Ratthabala là giống như là sinh trong một gia đình vương tôn, như là giống như là danh gia vọng tộc đó, thì ngài xuống xuất gia đi tu rồi đắc A La Hán, rồi xong ngài quay về tiếp độ quyến thuộc của mình. Thì trong kinh nói là lúc mà ngài đến nhà đó, thì ở nhà dùng ông cha của ngài thì đem vàng bạc cho báo ra, mẹ của ngài thì kêu những người vợ cũ của ngài đó, những người vợ mà trước khi mà ngài đi tu đó, ở trang điểm lộng lẫy này nọ đó, để quyến rũ để mong ngài hoàn tục. Thì khi đó không làm được những cái điều đó, ngài cũng có thuyết pháp, thì bệnh ngài thuyết pháp, nhưng mà thuyết pháp chỉ là giống như là chỉ là gieo duyên thôi, gieo duyên cho quyến thuộc thôi, chứ trong kinh điển không có mô tả là ba mẹ ngài hay là những cái người vợ cũ của ngài đó. Đó vì biết ngài cũng là La Hán. Cho nên ở đây mà trước khi kết thúc cái câu trả lời này á, là sư cũng có cái đồng thuận với cái câu trả lời của Đức Khanh Tệ, là quan trọng nhất là quý vị á, bản thân quý vị phải tự ý thức được cái quyến thuộc luân hồi mình trước cái đã. Quyến thuộc luân hồi mình nó chính là nghiệp mình đó, cái nghiệp mình đó. Mà muốn ý thức được nghiệp mình sao, mình phải tu tập theo đúng cái lời dạy của Đức Phật, đúng không? Trong tâm tạng Pali, không? Pháp học, pháp hành, đúng không? Điều đó rất là quan trọng, đúng không? Rồi sau đó mình hãy nghĩ đến là mình tiếp độ quyến thuộc mình, bản thân mình phải là người biết bơi cái đã, rồi mình mới giúp được người khác bơi. Còn nếu mình chưa có biết bơi mà mình giúp người khác bơi, nguy hiểm coi chừng là bản thân mình chìm mà người khác cũng chìm luôn. Cho nên cũng mong quý vị ý thức được cái vấn đề này, tiếp độ quyến thuộc, có nghĩa là quý vị có cái tâm tiếp độ quyến thuộc đó, là sự rất là tán thán, đó là một cái tâm tốt, nhưng mà mình phải vận dụng trí tuệ Phật pháp ở đây nè, để mình làm sao cho nó hợp thời hợp lúc, đúng không? Đúng nơi đúng đối tượng và mang lại kết quả tốt đẹp ngay trong hiện tại và ngay trong tương lai theo đúng như quý vị mong mỏi. Và cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Đại Đức Tuệ Tường đã chia sẻ. Thưa quý vị, người đời thích những cái mà nó màu nhiệm. Có những cái màu nhiệm mà nó phải nói là nó cũng không có cái gì mà nó đáng. Thí dụ như là
có một cái món đồ gì đó mà trời có sập cho nó cũng không có hư, thì họ cũng mê mấy cái món đó. Hoặc là ví dụ như là có một cái món đồ nào đó mà khi mà họ cầm cái món đó thì tiền tài này, vật chất này nó tự nhiên họ làm ăn may mắn nó thuận lợi thì họ mê mấy thứ đó đó. Nhưng mà quý vị nhớ giùm nha, khi mà mình mê mấy thứ đó đó thì cái trí của mình nó rất là dễ bị suy giảm, bởi vì những cái thứ đó người ta hoàn toàn có thể làm được, bất kỳ một cái tà ma ngoại đạo nào họ đều có thể làm được, bất kỳ một cái hạng mà phi nhân tà kiến nào họ đều cũng có thể làm được nha. Chứ quý vị đừng có nghĩ là cái này chắc là thần tiên trời Phật gì đó mới làm được cái thứ này, chứ còn người bình thường làm được sai. Nhắc cho quý vị biết, lỡ mà quý vị đi xe đò mình mà gặp nạn mà mình cầu ai đó mà tự nhiên là được được cứu giúp nha, là mình cứ ví dụ như là quý vị bám vào siêu ví dụ nha, tự nhiên là quý vị chợp trúng một cái cục đá nào đó, rồi quý vị hoặc là chờ được một cái tượng nào đó, quý vị đem cái tượng đó quý vị về quý vị thờ, rồi nhờ cái tượng đó mà quý vị tai qua nạn khỏi, rồi làm ăn may mắn thuận lợi, cái gì cũng thuận lợi hết, coi chừng cái tượng đó là mình đang thờ ông tà chứ không phải là thờ ông Phật, có chứ mà không có đâu. Cho nên là mình đừng có nghĩ những cái mà nó màu nhiệm, nó huyền bí, nó cao siêu mà mình cứ đánh cho Phật, cho hàng thánh chúng xin thưa. Phật thánh chúng không có làm cái trò đó, tại Phật thánh chúng không có cần phải gọi là mà mắt mình nha. Mà mấy cái hàng mà na ná vậy thì họ rất là thích làm mấy cái trò đó, cho nên là quý vị cần phải cẩn trọng. Chứ còn sư thấy quý vị nói là thôi cái người này được cái này, được những cái phép lạ, những cái thần thông này, sư ớn lắm nha, nó sẽ ớn lắm. Gì đấy.